Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Hôm nay xin mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục theo dõi những câu chuyện trong tỉnh thất Bồng Lai. Trong suốt thời gian vừa qua thì quý vị khán giả cũng đã nắm được một số thông tin là tỉnh thất Bồng Lai, người thứ 6 đã bị các chú công an đưa đi xa ha. Như vậy thì chúng ta thấy là trong một gia đình hộ của bà Cao Thị Cúc, tổng cộng có 6 người bị khởi tố bắt tạm giam. Và cái lần cuối của cái người thứ 6 đó là Nhị Nguyên thì cơ quan chức năng phải là vào cuộc và hỗ trợ để mở cổng. Trong lúc mà đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam thì cái anh chàng này cố thủ trong tỉnh thất Bồng Lai. Đó là cái câu chuyện đã đi qua trong mấy cái thời gian vừa qua, và Phương Văn cũng chia sẻ thông tin nhằm để cho bà con xa gần đâu đó có thể là chưa kịp được đọc báo chí hoặc là thông tin thì có thể chúng ta nghe YouTube và nắm được cái thông tin về tỉnh thất Bồng Lai. Còn hôm nay thì Phương Văn chia sẻ từ báo chí cũng như là một số truyền thông đã chia sẻ thông tin về tỉnh thất Bồng Lai là liên quan tới cái cô ca sĩ Huyền Trân. Thì quý vị chắc có lẽ cũng còn nhớ ca sĩ Huyền Trân là một trong những ca sĩ mà mặc áo nâu sòng đã đạt những cái giải thưởng cao trong The Voice Kids năm 2014. Thì quý vị khán giả thấy trong suốt thời gian đó thì cô ta rất là nổi tiếng, và thực sự Phương Văn cũng thích cái giọng của cô ta. Khán giả cho rằng cái giọng của Huyền Trân nó mang cái âm hưởng và hao hao một ca sĩ gạo cội, đó là Khánh Ly. Thì quý vị khán giả thấy là cái giọng trầm ấm, nói chung là khi nghe là có cảm tình. Và chắc có lẽ là trong Thiền Am thì những anh chàng cũng từng mặc áo nâu sòng lên thi bolero, đó là Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên dừng lại ở vòng đầu. Thì quý vị khán giả thấy trong cái thời gian đó là khi mà cộng đồng mạng biết tới là hai tu sĩ mặc áo nâu sòng lên thi bolero, thì trong cái thời điểm đó ở vòng đầu tiên thì đã dừng lại vì sự quan tâm của cộng đồng quá về hai cái tu sĩ này. Đó là tại thời điểm đó nha quý vị khán giả. Thì bây giờ thì em qua bên bờ vũ trụ, quý vị khán giả cũng đã thấy là mọi việc nó đã phơi bày, lừa dối cộng đồng mạng trong và ngoài nước, lừa dối các cơ quan chức năng, đặc biệt là các mạnh thường quân đã từng góp tiền về cho nơi đây gọi là nuôi trẻ mồ côi lụm lặt ở đâu đó. Nhiều mạnh thường quân đã chia sẻ rằng họ rất là tức tối, bức bối về cái vấn đề mà Thiền Am bên bầu vũ trụ đã lừa dối họ trong suốt cái thời gian mà họ đã ủng hộ tiền bạc cũng như là một số vật chất khác cho tỉnh thất Bồng Lai. Và chắc có lẽ quý vị cũng biết là những cái thông tin mà từ xưa tới giờ, phải nói là hơn 30 mấy năm, mà ông Lê Tùng Vân đã có những cái tư tưởng đó ngay từ 30 mấy năm trước chứ không phải từ bây giờ. Và nhiều lần thì cũng bị cơ sở của mình bị cơ quan chức năng cũng đã dẹp hết rồi. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì quý vị khán giả thấy khi mà Lê Thanh Minh Tùng là con ruột của ông Lê Tùng Vân đó mà bị cha ruột từ bỏ đó, không nhận. Thì Lê Thanh Minh Tùng năm nay cũng gần 40 tuổi, khi sinh ra là một sản phẩm lỗi của ông Lê Tùng Vân và em gái của mình. Đó là Phương Văn trích dẫn trong lời của Lê Thanh Minh Tùng là người trong cuộc, và ảnh có ghi luôn trong cái chi tiết trong cái video của mình là sản phẩm lỗi sinh ra từ một người anh trai và một người em gái. Đó là Lê Thanh Minh Tùng đã nói. Nếu như quý vị khán giả mà có dịp để vào kênh của Lê Thanh Minh Tùng thì anh là con ruột của Lê Tùng Vân lên án người cha ruột của mình những tội lỗi mà vi phạm pháp luật từ trước tới nay, thì Lê Thanh Minh Tùng cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Quay trở lại Huyền Trân, thì hôm nay quý vị khán giả thấy là
những cái thông tin mà những người trong Tỉnh Thất Bồng Lai toàn là tu sĩ cạo đầu, nhưng mà những cái hoạt động của họ thì quý vị khán giả thấy tập tạ đi ca hát, tất cả những cái hoạt động bình thường, thì chúng ta thấy một tu sĩ người ta cũng có cái nhu cầu như vậy. Thì cái việc đó thì trước đây khán giả ủng hộ và mọi người ủng hộ, nhưng cái chuyện đó là nó đã quá khứ, coi như cái chuyện đó cũng bình thường đi. Có hai luồng phản ứng trái chiều, có nhiều người thì không đồng tình, nhưng có người thì đồng tình, nhưng cái việc đó là cũng là cái việc nhỏ. Và tới ngày hôm nay thì trích dẫn của những cái tờ báo cũng như truyền thông và cơ quan chức năng ở tỉnh Long An cho biết là Diễm My thì trong cái thời gian đi tìm kiếm bây giờ vẫn chưa có tâm hơi ha quý vị khán giả. Nhiều người đồn đoán là Diễm My cũng như là Quyền Trân đã từng sinh em bé. Thì cái việc thông tin cộng đồng đồn thổi thôi đó, nhưng chưa có cái sự chính xác từ báo chí. Và những cái thông tin mà ông Lê Tùng Vân có 11 người con ruột trong Tỉnh Thất Bồng Lai, đứa nhỏ nhất là sinh ra từ 2018 nha quý vị khán giả. Thì trong cái việc mà tố cáo bắt tạm giam ông Lê Tùng Vân đó quý vị khán giả, có nhiều cái tội hành vi khác, nhưng trong đó có một cái tội mà cộng đồng mạng và cơ quan chức năng báo chí rất là quan tâm, một cái vụ mà chưa bao giờ mọi người nghĩ tồn tại ở trong Tỉnh Thất Bồng Lai, cũng như là một cái cơ sở thờ tự tu hành tại gia, đó là một cái tội loạn luân trong 11 người này, đẻ ra trong 11 người này nè quý vị khán giả. Còn ngày hôm nay thì báo chí chính thức đưa tin, cũng như là dẫn lời từ báo Pháp Luật, báo Thanh Niên và công an tỉnh Long An đã chia sẻ là Huyền Trân là con ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc. Thì ở đây quý vị khán giả thấy rõ ràng cái sự dối trá, cái sự là lừa dối cộng đồng mạng, cũng như là qua mặt của cơ quan chức năng mà giáo dục con mình trong Tỉnh Thất trong cái tỉnh thất này á, thì toàn là những người lừa dối. Tại vì dạy từ nhỏ tới lớn rồi mà, như Quyền Trân á, có cha mẹ ruột sống cùng nhưng mà vẫn nói với cộng đồng mạng là mồ côi. Mà ông Lê Tùng Vân cũng như bà Cao Thị Cúc huấn luyện con mình rất là hay, từ nhỏ tới lớn là không có gọi là cha mẹ, là nói con sinh con lượm lặt đâu đó, cũng như là Quyền Trân đó quý vị khán giả. Khi mà lên thi The Voice Kids thì nói là mình là trẻ mồ côi, tu hành trong đó là cạo đầu, đội mũ. Như vậy thì quý vị khán giả thấy rõ ràng là Quyền Trân cũng biết cha mẹ ruột của mình sống chung như vậy, mình sống chung một cái mái ấm của gia đình mà nói là trẻ mồ côi, và lên truyền hình, truyền thông và lừa dối hết cả thế giới này luôn quý vị khán giả, chứ không phải là một số fan hâm mộ. Như vậy thì rõ ràng ngày hôm nay có giấy xét nghiệm ADN, Quyền Trân là con ruột của ông Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc. Như vậy trích lời của Lê Thanh Minh Tùng là con ruột đó quý vị khán giả, và sinh ra sản phẩm lỗi là giữa em gái mình và anh trai mới sinh ra Lê Thanh Minh Tùng. Như vậy ông Lê Tùng Vân ổng cũng từ bỏ và ổng chưa bao giờ ổng nhận Lê Thanh Minh Tùng là con ruột. Thì chính cái người con, người ta bị bức xúc, người ta bị rất là một cái nỗi đau quá lớn, có cha có mẹ mà không được nhận. Và Lê Thanh Minh Tùng có chia sẻ như thế này: ông Lê Tùng Vân ổng ác lắm, cha ruột mà rất là ác, khi mà làm việc gì là không vừa lòng ổng là ổng đánh, và đồng thời là ổng có những cái hình phạt rất là nặng nề. Cho nên từ năm lớp 7, lớp 8 là Lê Thanh Minh Tùng mới bỏ nhà ra đi. Đó, bỏ nhà ra đi thì theo các anh chị bụi đời này kia nọ, cuối cùng bị phạm tội tham gia vào những cái vụ cướp giật đó. Thì Lê Thanh Minh Tùng cũng không giấu giếm là cái tội của Lê Thanh Minh Tùng chính vì trong cái sự quan tâm của gia đình, giáo dục của gia đình và cái nỗi đau mà không có nhận được cái tình thương của người cha và người mẹ, cũng như người cha chối bỏ, và chính anh cũng là một cái sản phẩm loạn luân trong xã hội, dưới mắt, vướng pháp luật
bạn bè, cộng đồng không ai chấp nhận điều đó. Cho nên chính vì cha mẹ đã đẩy con đi vào con đường phạm tội. Thì sau khi quý vị khán giả còn nhớ là Lê Thanh Minh Tùng livestream với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, nói rõ về cái chuyện mà Lê Thanh Minh Tùng không được ông Lê Tùng Vân nhận là con. Đó, thì bà Hằng có yêu cầu xét nghiệm trong một số người ở trong tỉnh thất Bồng Lai đó, thì ông Lê Tùng Vân đã từ chối. Và Lê Thanh Minh Tùng khẳng định nếu như ai có thư kiện hoặc là ai muốn làm gì đó là ảnh nói sự thật. Nếu trong tỉnh thất Bồng Lai mà thư kiện ảnh thì ảnh sẵn sàng chấp nhận thôi. Đó, ảnh là một cái sản phẩm lỗi của người anh trai và người em gái. Đó, ông cụ Lê Tùng Vân. Và quý vị khán giả cũng còn nhớ trước đây á, là em vợ của ông Lê Tùng Vân đã lên tiếng là ông này có 7 người vợ chứ không phải không, và từ nhỏ Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên cũng có về nhà quê ngoại. Thì quý vị khán giả thấy cái điều đó là chứng tỏ rằng là ông Lê Tùng Vân này ông giấu, nhưng mà những người liên quan thì bên vợ cũng có chứ không phải là không. Đó, cho nên người ta cũng biết, và có một hai lần bên vợ cũng đã lên tiếng về ông Lê Tùng Vân này. Và tới ngày hôm nay thì nói ABC gì đó, cộng đồng mạng nói qua nói lại rồi, tất cả những người dẫn lời vân vân, nhưng mà hôm nay rõ ràng là quý vị khán giả thấy là cơ quan chức năng đã vào cuộc. Khi mà công an đã vào cuộc rồi thì không thể nào mà nói là tôi không có tội, và khi mà đã khởi tố bắt tạm giam rồi thì không thể nào mà khán giả Mạnh Thường Quân hả, một ai đó bào chữa cho là ông Lê Tùng Vân hoặc là tỉnh thất Bồng Lai không có tội. Nếu không có tội thì cơ quan chức năng, người ta công an không vào cuộc và không khởi tố bắt tạm giam. Quý vị khán giả phải hiểu cái điều đó, là những người, do những người á, hiện tại vẫn còn lên tiếng chỉ trích về những người mà trong tỉnh thất Bồng Lai bị khởi tố bắt tạm giam. Cho nên Phương Văn mới nói điều đó. Bây giờ có một số người vẫn còn phản ứng lại cái vấn đề đó. Tuy nhiên bên cạnh đó thì rất là nhiều người là hối hận vì trong thời gian qua tiền bạc cũng như của cải tinh thần và fan hâm mộ của tỉnh thất Bồng Lai làm cho họ quá thất vọng. Chính vì cái tình thương mà họ gửi không có đúng chỗ, nhầm chỗ quý vị khán giả, do các Mạnh Thường Quân người ta cũng tin người, người ta thương nơi đó là trẻ mồ côi, năm chú tiểu đi thi thách thức danh hài, quý vị khán giả cũng biết rồi đó. Thì trong năm chú tiểu đó là sản phẩm loạn lưng của ông Lê Tùng Vân. Nghĩ sao mà ông loạn lưng từ ba mấy bốn chục năm trước với em gái của mình mới đẻ ra Lê Thanh Minh Tùng, và tới ngày hôm nay thì mấy đứa nhỏ đó cũng lại loạn lưng tiếp, quý vị khán giả. Thì trong thời gian qua mà ba có cô gái ở trong tỉnh thất Bồng Lai đều cạo đầu, mà đẻ sòn sòn, một năm đẻ hai, năm đẻ hai đứa, năm một, và mấy cô khác thì một năm đẻ một đứa, cho nên là năm sáu đứa trong tỉnh thất Bồng Lai đó là toàn là sống chung với mẹ, chứ đâu có ai mà mồ côi lụm lặt gì đâu. Cho nên quý vị khán giả thấy là lừa dối cộng đồng mạng trong suốt cái thời gian dài như vậy thì Mạnh Thường Quân vô cùng bức bối và họ thất vọng quá chừng luôn. Tới ngày hôm nay cái việc mà cộng đồng mạng lại càng thất vọng nữa, đó là ca sĩ Quyền Trân, con ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc, có giấy xét nghiệm của cơ quan chức năng. Cho nên từ công an Long An đã có những cái thông tin đó, báo chí pháp luật, báo thanh niên v.v. truyền thông đã nói rõ về vấn đề đó. Như vậy bây giờ hiện tại có một người là công bố, đó là ca sĩ Quyền Trân là con ruột. Và những người còn lại đồn thổi trong 11 người con của ông Lê Tùng Vân, và trong đó có loạn lưng. Loạn lưng thì báo công an cũng như là về phía công an cơ quan chức năng đã có cái thông tin, và trong cái tội mà bị bắt đó thì trong đó là có cái tội loạn lưng, mà không biết bây giờ mình chưa có cái thông tin chính xác cũng như là các bạn, thì loạn lưng với ai? Loạn lưng với con ruột của mình đó, mà chưa biết là người nào mới đẻ ra những cái đứa nhỏ hay không đó. Mà khi mà truyền thông đã đưa tin thì loạn lưng trong số đó có những em sinh năm 2018 thì mới đây thôi, già mà còn sức thôi quý vị khán giả, ba gần 90 mấy tuổi mà bây giờ vẫn còn con sinh năm 2018, thì quý vị khán giả thấy là
Đây là một cái điều mà cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, và chính người trong cuộc đó là Lê Thanh Minh Tùng lên án cha ruột của mình thì cũng không sai. Thì mong rằng tất cả quý vị khán giả, nếu ai đã từng ủng hộ, bây giờ chúng ta biết câu chuyện đã rõ ràng rồi, thì cũng như là tiền bạc, vật chất, thì chắc có lẽ là sẽ ủng hộ làm từ thiện cho những cái nơi mà thực sự người ta cần, những nơi thực sự người ta có cái hoàn cảnh đặc biệt. Giống như thời gian vừa qua thì đại dịch đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng của cha mẹ, để lại những đứa trẻ mồ côi. Nếu như quý vị khán giả, những người đã từng giúp ta tỉnh thất Bồng Lai, thì nơi đó chúng ta có thể là dừng và làm từ thiện những cái nơi mà thực sự họ cần, đó là mới trân trọng, đáng quý. Còn tỉnh thất Bồng Lai thì tới ngày hôm nay, những người đứng lên phản ứng về cái việc mà những lời chỉ trích cũng như là từ cộng đồng mạng và nhiều khán giả người ta phản ứng về câu chuyện này, thì có nhiều người người ta cũng không đồng tình, vẫn luôn ủng hộ về tỉnh thất Bồng Lai. Và Phương Văn cũng chia sẻ thêm về vấn đề này, những người YouTuber ở hải ngoại, chắc có lẽ quý vị khán giả cũng đâu đó biết được mẹ Nắm chứ gì. Đó, mẹ Nắm là một trong những cái người mà cũng bị ở tù chính trị và đi sang Mỹ. Thì những người phản động đó quý vị khán giả, cuối cùng thì đi sang Mỹ, và những cái lời nói hành phi của cô Nắm Mốc này trước đây là cũng phản ứng lại thầy Thích Nhật Từ, một bậc chân tu ở Việt Nam. Và cổ nói thì hay lắm, tới ngày hôm nay thì tỉnh thất Bồng Lai đã như thế này rồi mà vẫn còn binh vực. Tỉnh thất Bồng Lai đặt ra câu hỏi, hỏi Phật giáo Việt Nam, hỏi những người cơ quan chức năng, hỏi này ABCD. Nhưng mà rõ ràng là câu chuyện nó sự thật như vậy, lừa dối cộng đồng. Như vậy thì không biết cái cô Nắm Mốc này cũng có hai đứa con gái, mong rằng là cổ đưa về tỉnh thất Bồng Lai để tu hành, để trở thành những bậc vĩ nhân nào đó, và đi qua bên Mỹ cài cuốc làm việc để gửi tiền về cho tỉnh thất Bồng Lai để nuôi, cũng như là trao dồi những cái tài năng đó. Vì cái cô Nắm Mốc này từng chia sẻ tại sao nơi đó đã đào tạo ra những cái tài năng xuất chúng, cũng như là một số em đi thi thách thức trên hài như vậy, rất là tài năng như vậy, tại sao không nuôi dưỡng được kia kia nọ ABCD. Thì chắc có lẽ là quý vị khán giả cũng từng theo dõi cái cô này thì đã biết rồi, những lời nói chỉ trích vô cùng khó nghe, và chúng ta cảm thấy là một cái điều gì đã là cái người là phản quốc rồi đó, ở tù chính trị rồi đó, bây giờ đi sang Mỹ thì quý vị khán giả thấy là bây giờ cũng là những cái lời mà chỉ trích nặng nề về đất nước, cái nơi nguồn cội mình sinh ra đó. Thì bây giờ Nắm Mốc cũng có hai đứa con, chắc có lẽ là hy vọng cộng đồng mạng cũng kêu gọi cổ đó, ủng hộ cổ đưa con gái về, hai đứa con gái về đó, về dưới tỉnh thất Bồng Lai để cho ông Lê Tùng Vân đào tạo ra thêm tài năng xuất chúng, hay là đào tạo thêm ra những đứa nhỏ nữa, thì chắc có lẽ hay là Nắm Mốc về luôn đó, để cho ông Lê Tùng Vân đào tạo ra. Đó là một cái điều mà cảm thấy từ bấy lâu nay cái cô này là một cái người phản quốc rồi, quý vị khán giả. Thì bây giờ cổ lên cộng đồng mạng, cổ ở bên Mỹ, cổ nói ABC gì đó không biết đó, nhưng mà rõ ràng chúng ta còn tin hay không, tin là tỉnh thất Bồng Lai hay không, tin nơi này là bậc chân tu cạo đầu không mà đẻ sòn sòn đó. Thì tới ngày hôm nay quý vị khán giả, Phương Văn cũng chia sẻ cái thông tin thôi, còn quý vị khán giả có bình luận hả như thế nào đó thì tùy quý vị. Có thể là chúng ta có một cái ý kiến khác nhau, mỗi người đều có quan điểm khác nhau, nhưng mà rõ ràng những cái thông tin đó thì đã sự thật như vậy rồi. Còn một số người còn lại thì chưa biết ai trong số đó là con ruột của tỉnh cô của ông Lê Tùng Vân, thì chúng ta hãy đăng ký kênh Phương Văn Official, cũng như là kênh mới của Phương Văn, đó là kênh Cuộc Sống Đời Thường Phương Văn. Mong quý vị khán giả đăng ký hai kênh để cập nhật được những video mới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi. Chúc quý vị khán giả cuối tuần thật là bình an, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.